Xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo chì của shop kẹo chì Gia Lộc PCP. Anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0365365161 và 0863061321 giúp em. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em nói rõ luôn hình thức giao dịch bên nhà em. Nhà em thì nhận hàng thì thanh toán, kẹo bên nhà em là không kiểm, không xem hàng giúp em. Anh em cảm thấy tin tưởng thì anh em đặt mua hàng, mà không tin tưởng có thể đi shop khác tham khảo và trải nghiệm dần. Đấy, hàng thì đảm bảo hàng chuẩn, chất lượng tốt, đến với tay anh em và đến với tay người dùng. Hôm nay mình sẽ quay cho anh em trực tiếp cái mẫu kẹo chì sới lùng 5.5 và 6.35 hàng chuẩn bên anh em. Nhiều anh em bây giờ tham khảo là cái mẫu 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 kẹo chuyên bán xa, thì hôm nay mình sẽ tư vấn cho anh em cái dòng kẹo chuyên bán xa. Chuyên bán xa thì nói thật với anh, tâm sự thật với anh em, cái hàng chuyên bán xa ấy thì có chuyên bán xa thì có hàng sờ lung đấy, chuyên bán xa ổn định nhất cho anh em có thể. Thì cái hàng sờ lung này thì sờ lung 5.5 bản chuẩn hiện tại đang có 23, 25 và 27 GR, tùy theo anh em muốn căn chỉnh dòng nào thì căn chỉnh. Đa số là anh em sử dụng dòng 25 và 27 là nhiều, dòng 23 thì rất chi ít người chơi. Đấy, hàng này hàng chuẩn cho anh em, chất lượng cực kỳ ok. Đấy, hàng này thì làm bằng chì dây khuôn nhập nên anh em không sợ hại cương hại cành, đảm bảo đúng hàng đúng mẫu mã cho anh em, đúng không ạ? Đấy, tiếp theo là mình sẽ giới thiệu hàng sờ lung. Sờ lung này thì sờ lung 635. Đấy, nhiều anh em hỏi nhà em có hàng sờ lung 635 không, thì nhà em có cả 4.5 luôn luôn. Đấy, full luôn cho anh em từ 4.5 đến 640. Đấy, anh em mà cần bán xa ấy, thì anh em liên hệ với mình qua số điện thoại trên màn hình. Đấy, hàng sờ lung này tất cả là bằng chì dây khuôn nhập nên là anh em yên tâm, đảm bảo cái sản phẩm của mình đưa ra cho anh em là dễ căn chỉnh và độ trụ nó cao. Đấy, thông tin chi tiết anh em mua hàng ấy, trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0365365161 và 0863613021 giúp em. Cảm ơn anh em xem video, xin chào anh em, gặp lại.